Em nhớ anh hay sao mà tới tận đây kiếm anh vậy? Tôi cấm anh không được bày trò phá hoại hạnh phúc gia đình tôi nữa. Hạnh phúc? Em đang tự dựng cái hạnh phúc ảo cho gia đình không ra gì của mình đó thôi. Anh là một thằng hèn. Ngày xưa tôi yêu anh chân thành, anh lại nhẫn tâm hắt hủi bỏ rơi tôi để cưới một cô vợ giàu có, thả mồi bắt bóng. Để rồi bây giờ lại bày trò cố chiếm đoạt cái mà anh từng ném bỏ. Tôi đâu phải món đồ chơi, mà anh thích thì chơi, không thích thì ném đi. Những chuyện đó đã qua lâu lắm rồi mà em. Tất cả vì hoàn cảnh thôi. Thật ra em còn yêu anh nhiều lắm đúng không? Anh cũng thích ảo tưởng quá ha. Em không yêu anh. Chẳng lẽ em lại yêu cái thằng chồng bất tài vô dụng của em? Em cũng thấy rõ sự nhu nhược và hèn yếu của người chồng mà em yêu thương, mà em chiều chuộng rồi đó. Đến mức anh say đâu thì anh ta say theo đó. Nhìn bộ dạng anh ta nịnh nọt anh thấy nhục nhã giùm cho em. Đúng là một thằng đàn ông vô tích sự, đâu đáng làm chồng em. Anh, nếu em chịu quay về với anh thì em sẽ có tất cả những gì mà em muốn. Hơn nữa anh còn rất nhiều dự án. Với tài năng của em kết hợp với anh thì chúng ta sẽ phất lên như diều gặp gió. Em còn chờ đợi điều gì nữa? Anh thật lòng vẫn còn yêu em. Khốn nạn! Đi! Là em... Cô im đi. Thì ra suốt thời gian qua cô đã lừa dối tôi. Cô đã ngoại tình mà còn về nhà dẫn chuyện này chuyện nọ với tôi. Cô muốn đến với nhân tình thì cô cứ việc đi. Việc gì phải bày vẽ ra nhiều trò như vậy để làm khổ cái gia đình này? Anh à, anh nghe em giải thích nè. Thật ra Thanh Minh là người yêu cũ của em. Tôi biết tình cũ không rủ cũng tới chứ gì. Nhất là khi tình cũ của cô hiện nay đang là một người đàn ông thành đạt và rất giàu có. Đúng với mong ước của cô rồi. Không phải như vậy đâu. Tất cả chỉ là do sự sắp xếp của Thanh Minh. Anh ta muốn phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Anh hãy tin em đi. Tôi không thể nào tin cô được nữa. Cô đừng có đổ hết tội cho Thanh Minh. Vậy cô Ngọc Quyền, chính Ngọc Quyền em gái cô là kẻ đã sắp đặt cho tôi vào làm việc ở công ty Thanh Minh, để cho cô với nhân tình có cơ hội xúc xỉm lăng nhục tôi. Cô đừng có nói với tôi là cô không hề biết gì chuyện này, nghe chưa? Đúng là em không hề biết gì về chuyện này. Cô đừng có đóng kịch nữa. Rồi cô xem, tôi sẽ cho cô và em cô sáng mắt ra. Tôi sẽ kiếm được thật nhiều tiền để cho hai chị em cô bỏ cái thói khinh người. Anh à, buông ra. Anh nghe em giải thích. Anh ơi, anh, anh. Mày không biết xấu hổ hả? Mày làm cái chuyện tài trời như vậy mà còn ngồi đây. Mẹ ơi, thôi 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 mẹ, đừng nói nhiều quá mệt rồi có hại cho sức khỏe nha mẹ. Cô ơi, cô từ từ, chứ còn tôi thì không. Đồ hư hỏng, ra khỏi nhà tao ngay. Trời ơi. Úc Phong, qua kêu ba nó qua đây giải quyết. Mẹ ơi, chuyện này mà đồn đại ra ngoài á hả, thì thiệt là xấu hổ. Nội, nội, con xin lỗi nội mà nội. Thôi đi, cô tưởng cô xin lỗi là xong hả? Cô đi ra khỏi nhà tôi ngay. Đi qua nhà cô mà đẻ kìa. Ở đây không có chứa chấp hạng người như cô đâu. Nội, thiệt ra là con có thai gì hết trơn á. Thiệt mà, con đâu có thai gì đâu. Bữa hôm nội nghe con đâu có thai gì đâu. Tự nhiên hôm bữa mẹ hiểu lầm con có thai. Cái con thấy là khi mẹ thấy con có thai, mẹ quan tâm chăm sóc con hơn, cho nên con mới... Lụa à, sao vậy con? Tại sao con lừa gạt mẹ vậy? Trời ơi, thiệt tình à, không có cái dại nào bằng cái dại nào hết trơn á. Mày nói đơn giản như vậy mà cả nhà này tin hả? Nội Phong. Dạ. Con đưa đi khám bác sĩ đi, rồi xử nó sao. Tao không có bỏ qua cái chuyện này dễ dàng như vậy được đâu. Ra. Anh. Mẹ.
Vô tắm đi rồi ăn cơm. Không cần. Em biết anh giận em, nhưng trong chuyện này em không hề có lỗi. Em không biết là Ngọc Quyền đó. Không biết. Cô thì lúc nào cũng không biết, lúc nào mà không có lỗi. Vậy cuối cùng tôi là thằng có lỗi trong tất cả mọi chuyện chứ gì? Cô lúc nào cũng coi tôi là một thằng bất tài, không hợp với cô, đúng không? Em không có ý đó. Vì lúc đó anh Thanh Minh ảnh đột ngột. Im! Em xin lỗi mà, chưa bao giờ em có ý định làm tổn thương anh. Lúc nào em cũng muốn gia đình mình được êm ấm. Em chỉ xin anh bỏ qua chuyện vừa rồi. Bỏ qua? Cô tưởng tôi là thằng ngu sao? Cô cấm cho tôi hai cái sừng rồi bây giờ nói với tôi là bỏ qua tất cả mọi chuyện dễ dàng như vậy hả? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Để rồi cô xem, tôi sẽ cho cô thấy bản lĩnh đàn ông của tôi là như thế nào. Sao không ngủ mà ngồi đây nghe nhạc vậy? Nhớ cô nào phải không? Anh đâu có nhớ ai đâu. Xạo quá à. Nhìn khuôn mặt á là biết anh đang nói dối rồi. Anh sợ em làm gì? Thôi em lên giường ngủ đi. Thôi em muốn ngồi bên anh à. Anh sao vậy? Bữa nay anh lạ lắm á. Anh có lạ gì đâu, em đi ngủ đi. Em lúc nào cũng hô hào, nói là muốn có không gian riêng. Vậy bây giờ anh cho em nguyên cái giường luôn đó, làm không gian riêng cho em. Con sao vậy hả? Con là con gái phải thùy mị nết na hả, rồi đủ tam tòng tứ đức mà tối ngày không ngày nào không có chuyện hết trơn vậy hả? Không có chuyện cô chịu không nổi hả? Dạ dạ thưa anh Xui, dạ mời anh Xui chào ngồi. Chị chào bác. Thiệt tình sở dĩ á, hôm nay tôi mời anh qua để trả con lụa về cho anh dạy dỗ, chứ ở đây tôi kham nó hết nổi rồi. Tôi thật ra tôi chỉ nghe loáng thoáng cái chuyện này thôi. Là mà thật ra là cái chuyện gì vậy bác? Chuyện là vậy nè, con lụa nó xạo với cả nhà này, nó nói là nó có thai. Tôi vừa mới biểu thằng Phụng đưa nó đi bác sĩ á, bác sĩ khám không hề có cái thai nào hết. Nhưng mà nếu mà chuyện đó thì tôi nghĩ là nó cũng đâu có gì làm quan trọng lắm đâu. Hay quá ha. Trời ơi, chuyện như vậy mà anh nói không có quan trọng. Nó nói dối tôi, mà nó nói dối mẹ chồng nó. Chẳng những nó xúc phạm tôi, mà nó xúc phạm cả gia đình bên chồng nó. Vậy mà anh coi như không có gì hết. Tôi nhất định cương quyết không nhận nó là cháu dâu nữa. Mẹ ơi.
Lùa nó còn nhỏ dại, mẹ la rầy vậy là được rồi mẹ. Khi nó về nhà này, cái trách nhiệm dạy dỗ nó là của con. Nó mắc lỗi vậy cũng tại vì con nuông chiều nó quá mẹ. Tôi không nói nhiều lời. Anh Tư. Dạ, dạ gì? Anh có thể dắt con anh về được rồi. Hả? Nội, bỏ qua cho vợ con lần này đi nội. Im. Thiệt là khổ ghê vậy. Bữa nay á, thật tình là tôi qua đây á, tôi muốn xin lỗi bác với lại gia đình vì cái chuyện đó. Tôi rất là muốn bác rộng lượng tha thứ cho nó. Nhưng mà nếu bác cứ khăng khăng đòi cạn tàu ráo máng, nếu mà bác muốn dứt tình dứt nghĩa như vậy á thì nè bác. Gì? Bác còn nhớ cái món nợ cũ mà thằng Phụng nó quánh con tôi bất tỉnh không? Hả? Gì? Đó là tôi chưa tính ngang. Chưa tính là. Gì? Nội, đồ thương con đã bỏ qua chuyện này đi nội. Tao không có bỏ mày. Được lắm. Giờ tôi nói thẳng nha. Nếu mà thằng Út Phụng á, nó có xảy ra chuyện gì á, khổ nhất là con gái anh trước. Hử? Coi như là bây giờ tôi nhân nhượng bỏ qua chuyện này. Tôi thề không thèm nhìn mặt tới cô lụa nữa. Đó, chuyện của mấy người giải quyết đi. Không mày, coi chừng hôm qua ông thập mày cũng như thập quý heo á. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ. Hay quá hả? Con thiệt à. Vậy hả? Thôi, không đi ăn được đâu. Tại vì á, mình có hẹn đi ăn với ông xã rồi. Vậy thôi ha. Alo. Dạ, con nghe bác. Bác sĩ ơi, Như Quỳnh lại bị đau dạ dày nữa rồi. Vậy hả bác? Như Quỳnh bị sao bác? Nó đang đau quằn quại dữ lắm. Mà tôi cũng không biết làm sao nữa. Dạ, dạ, con biết rồi. Để con tới liền. Cảm ơn bác sĩ. Như Quỳnh. Vô cái đi. Vô. Chúc mừng cho sự hợp tác của chúng ta sẽ thành công vang dội. Lãi mẹ đẻ lãi con. Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ trở nên giàu có đó nghe. Chúng ta sẽ là những đại gia tương lai. Vô. Vô. 100% luôn. Mà nè, tao vừa gửi trước vô tài khoản của mày 1 tỷ rồi đó. Nếu được đầu ok, tao sẽ chuyển thêm. Nè, ngân hàng dự báo cho tao đã nhận được rồi. Tao rất thích làm ăn với những người như mày. Nhanh, gọn lẹ. Như vậy á thì đối tác nó mới nể được chứ. Mà nè, tiền ở đâu mà mày có nhanh như vậy? Ê, mày hỏi vậy là coi thường bạn bè rồi đó nha. Thằng Ba Lân này á, kiếm 1 triệu đô thì khó. Chứ 3-4 tỷ không là nghi địa gì hết. Chuyện nhỏ. Mày ráng chờ tao nghe. Tao về Mỹ ký hợp đồng rồi sẽ quay trở lại đốc thúc triển khai sản xuất ngay. Ok ok. Vô. Tao mà giàu, tao sẽ chất tiền đốt đứa nào coi thường tao. Vô. Con đau lắm hả con? Má gọi cho bác sĩ đến rồi đó con. Dạ bác.
Thuốc ở như Quỳnh đây. Hồi sáng nghe bác gọi là cháu đến liền đó. Vậy bác lo quá. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Tắt máy xe đi. Anh, chạy qua bên kia đợi em nha. Núp vô nha. Nhớ núp á. Thiệt tình á, thấy bác sĩ nó mới cười tươi được như vậy đó. Con ở đây chơi với bác sĩ, mới vô nhà sao nha. Bác sĩ ở đây chơi với em nó hả? Dạ. Sao mấy hôm nay anh không đến thăm em? Anh sắp phải đi tu nghiệp ở nước ngoài rồi. Anh không thể lo cho em được nữa. Em phải biết tự chăm sóc cho mình nghe. Anh nói dối. Anh đang muốn trốn tránh em. Anh hối hận khi đã có tình cảm với một người khuyết tật như em. Làm sao cho em hạnh phúc được đây? Dì Quỳnh, em thật đáng thương. Anh về nhé. Thưa mẹ, con mới tới. Có sao không con? À, không có ai ở nhà đâu, chỉ có mình mẹ thôi. Con với ba lần sao rồi? Gì vậy? Kể cho mẹ nghe đi. Con khổ quá mẹ ơi.
Nè, bình tĩnh lại, nói cho mẹ nghe đi. Anh Ba Lân, anh giận con gì lỗi gì đâu không à? Từ ngày anh biết người yêu cũ của con quay lại với con, anh cứ mặt nặng mà nhẹ, mà con thì trước sau như một, con không hề có ý tơ tưởng gì đến ai khác. Anh cứ đi sớm về khuya, không ngó ngàng gì đến con cả. Khi con nhẹ nhàng làm quà, anh còn cọc cằn với con nữa. Con à, mày biết tánh Ba Lân mà, hiền, cọc tánh, nhưng mà nó không có giận dai đâu con. Con cũng biết là chuyện vợ chồng mà, ở với nhau thì đôi lúc cũng xảy ra chuyện này, xảy ra chuyện kia. Là vợ thì phải chịu đựng con à. Rồi con lựa lúc, con lựa lời mà khuyên giải chồng con. Con đã cố khuyên nhủ anh hết lời rồi, mà anh không nghe. Bây giờ không khí gia đình con nặng nề lắm. Chuyện gì thì cũng phải cần có thời gian chứ con. Còn hai đứa nhỏ nữa, tính sao đây? Mẹ nghĩ là những lúc như thế này, con cần phải quan tâm, phải chăm sóc nhiều hơn cho hai đứa con. Thủy à, tánh nó hiền lắm, rồi nó sẽ nhanh chóng quên chuyện này thôi. Rồi tất cả mọi chuyện sẽ trở lại như xưa con à. Ê ê, lại đây. Ê, có bộ phim này hay lắm nè, tối nay đi coi đi, rảnh không? Bà coi gì vậy? Đây nè. Nè, nó tốt á. Tôi hả? Chà, công nhận tôi Huy hạnh phúc quá ta. Hai người á, đẹp đôi lắm á. Dạ. Cô là ai mà dám lén phén với chồng tôi vậy? Hả? Cô bị câm hả? Nè chị ơi, cô ta bị câm thiệt đó. Ủa em, xem tới đây. Em à, Trân. Xin lỗi. Trân, anh xin lỗi. Anh sỉ nhục tôi như vậy chưa đủ sao? Anh coi tôi còn không bằng một người khiếm thính nữa là sao vậy? Anh đi đi, anh để tôi yên một mình đi. Tôi có điểm nào mà không bằng cô ta chứ? Em à, anh xin lỗi mà. Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Anh bày trò rồi nói xin lỗi là xong sao? Tôi căm thù anh, tôi căm thù cả cô ta nữa. Em à, tất cả là do anh. Em đừng trách Như Quỳnh. Chính vì anh che giấu việc đã lập gia đình nên Như Quỳnh mới nảy sinh tình cảm với anh. Bây giờ mà anh còn bênh vực cô ta nữa hả? Tôi không ngờ là đến lúc này mà anh còn bên vực của ta nữa. Gần mấy năm trời sống với nhau, vậy mà bây giờ anh... Trời ơi là trời, tôi có tội tình gì mà ông trời bắt tôi phải chịu như vậy chứ? Em à, em bình tĩnh đi. Chúng ta về nhà thôi em. Có gì về nhà nói. Ở đây người ta nhìn không tốt đâu. Anh mà cũng biết xấu hổ nữa hả? Bấy lâu nay tôi đã quá tin tưởng anh một cách mù quáng mà. Khi tôi thấy anh đến nhà cô ta, tôi đã cố là, tôi cố tin là điều đó không phải sự thật. Anh đến nhà Như Quỳnh là để khám bệnh cho Như Quỳnh thôi, tuyệt đối là không hề có vấn đề gì khác đâu.
Em à, anh biết nói sao cho em hiểu đây. Anh đã quyết định chấm dứt với Như Quỳnh rồi. Anh nói dối. Nếu biết chuyện này thì thà anh đi tu nghiệp đi. Anh đừng có ở đây nữa. Anh đi đi để mọi chuyện lắng lại. Chứ còn lúc này tôi không thể nào quên được đâu. Anh đi đi. Đi cho khuất mắt tôi đi. Đi. Em à. Em à. Trời ơi, sao gọi không được vậy kìa. Sốt ruột muốn chết mà cứ ỏi e hoài. Có chuyện gì vậy anh? Mà em thấy anh nôn nóng từ sáng tới giờ vậy? Cái thằng Edion. Anh Edion thì sao? Có chuyện gì với ảnh? Làm gì có chuyện gì? Mà việc này đâu có liên quan gì tới em đâu, em lo làm gì? Đi vô đi. Em đi vô đi. Để anh yên một mình được không? À, Tư Quy. Chỉ có một mình Tư Quy mới giúp được mình thôi. Alo. À, Tư Quy hả? Rảnh không? Đi uống với anh về chai nghe. Không được rồi anh. Em đang bận lắm. Với lại đủ thứ rối tinh rối mù, không còn tâm trạng đâu. Một chút xíu thôi, anh có chuyện gấp lắm. Thật sự em không còn đầu óc suy nghĩ việc gì nữa. Anh kêu Phụng đi, nó đang rảnh đó. Ngồi với anh nguyên ngày luôn cũng được nữa. Em xin lỗi, em cúp máy đây. Út Phụng hả? Út Phụng thì nó biết gì? Sao nó giúp được mình chứ? Đành liều vậy. Biết đâu Út Phụng nó lanh lợi, nó có thể giúp được mình thì sao? Út Phụng hả? Anh ba nè. Anh có chuyện gấp lắm. Em tôi uống với anh vài chai nghe. Bữa nay có chuyện gì mà hai vợ chồng mời mẹ qua ăn cơm vậy? Dạ, đợi một tí ba con tới. Rồi vợ chồng con thưa chuyện với mẹ luôn nha mẹ. Để con ra mở cửa. Em, chắc ba em tới đó, để em ra mở cửa cho. Ừ. Rồi đó con. Dạ chào ba. Chị Xui. Lâu quá mới gặp anh. Trời đất ơi, hai vợ chồng nó mời qua đây ăn cơm chung với anh. Tôi lo lắng tôi không biết có chuyện gì không. Nhưng mà nhìn thấy thái độ hai đứa vui vẻ, giờ tôi mừng rồi đó. Dạ, tôi cũng như chị vậy đó. Nhưng giờ thấy không khí gia đình vui vẻ như vậy, tôi cũng mừng. Dạ, dạ mời anh ngồi. Ba ngồi đi ba. Mẹ ngồi đây đi mẹ. Thôi ba mẹ cứ ngồi đi, để tôi con lo cho. Để tôi con lo cho mẹ. Có cần gì mẹ xuống bếp mà phụ cho. Thôi được rồi mẹ, mẹ ngồi đây đi. Em đã nói rồi đó nha, anh mà hé mở lời nào á là chết với em. Ừ. Dạ, đây nè mẹ. Quá nhiều món hen. Dạ. Em ngồi đi. Anh ngồi đi. Em ngồi đi. Anh ngồi đi. Dạ, con thưa ba, con thưa mẹ. Hôm nay á, tụi con mời ba mẹ tới đây là có chuyện muốn thưa. Chuyện là bệnh viện của chồng con á, cử anh đi tu nghiệp ở nước ngoài 6 tháng. Con á thì con cũng không có muốn làm cản trở sự nghiệp của chồng con. Mặc dù lúc đầu anh cũng có phân vân đó. Nhưng mà con đã quyết định là ủng hộ anh đi. Ủa, mà sao kỳ vậy? Hôm trước á, nó đã không đồng ý rồi mà.
Mà nó đi nước ngoài rồi con ở nhà làm sao? Ba nói gì kỳ vậy? Bây giờ con lớn rồi, con tự lo được mà. Với lại á, đây là cơ hội rất là tốt để chồng con phát triển sự nghiệp. Đâu phải ai muốn cũng được đâu ba. Mẹ, con nói vậy đúng không mẹ? Mẹ cứ thấy lo thế nào à? Tụi con tính kỹ lắm nên mới thưa chuyện với ba mẹ đó. Với lại 6 tháng này nhanh lắm. 6 tháng này sẽ rất là bổ ích cho chồng con, để cho chồng con phát triển sự nghiệp. Đúng không anh? Dạ đúng đó ba mẹ. Thiệt hết biết hai đứa này, lúc dày lúc khác. Rồi ý chị sao chị xui? Dạ, thì bây giờ hai đứa nó tính toán hết rồi, còn có ý kiến gì nữa? Nhưng mà nè, sau khi đi tu nghiệp về là phải tính chuyện con cái, không có cãi tôi cái vụ này nữa, nghe chưa? Dạ, đúng đó. Tôi cũng rất mong có cháu, để chạy ra chạy vô cho nó vui nhà vui cửa. Nè, lần này về là không có hứa hẹn nữa đâu nữa nghe. Dạ. Hai đứa nghe chưa? Dạ. Dạ, mời anh. Dạ, cảm ơn chị. Ăn đi con. Dạ, con mời ba mẹ. Con mời ba, mời mẹ ăn cơm. Làm gì lâu dữ vậy? Để anh đợi cả tiếng đồng hồ. Cái con chặn lửa ở nhà kìa, nó đi với anh mà nó có tin đâu. Cho cái tay đá em ơi. Cái vụ này được nè. Trời ơi, ngoài trời đang nắng, vô làm mày đã thiệt. Bây giờ mà mình làm cái chân trục chai này ha, rồi về nhà ngủ sướng ơi là sướng. Anh đang ngồi trên đống lửa mà em còn thông dong như vậy được hả? Anh này, dầu mà anh làm như đi đánh giặc vậy đó, mất cơ. Sao? Chuyện gì? Từ từ nói em nghe coi. Anh vừa thuê chấp căn nhà, lấy tiền làm ăn. Được, vô đây được nè. Làm ăn thành công rồi đúng không? Mới mời em nhậu đúng không? Vô. Cảm ơn anh nhớ tới thằng em trai này. Mày đừng giỡn nữa. Bạn anh ở nước ngoài về, nó nói cần tìm người góp vốn làm ăn. Nghe nó nói anh thấy vụ này béo bở nên anh cầm cố căn nhà được 1.2 tỷ, góp vốn với nó 1 tỷ trước. Nó về Mỹ 2 tuần rồi mà chưa thấy liên lạc gì với anh hết. Thấy lo làm sao? Anh, ông anh cụ lời của tôi bữa nay cũng biết giỡn quá ha. Anh giỡn với em à? Chị Thủy đời nào mà chịu cho anh cầm cố căn nhà đó. Thôi cái vụ này không ngon đâu nha. Chị biết chị xé xác anh cho coi. Vô. Anh lén lấy giấy tờ nhà, đi vay tiền ngân hàng. Bạn anh đưa gạt tiền anh rồi. Đừng có nói bậy. Anh rất tin tưởng bạn anh. Anh nhất định là nó không có làm chuyện đó đâu. Chỉ là nếu như Andy ân biến mất thật sự thì không biết kiếm đâu ra tiền để trả nợ ngân hàng đó. Nè, anh nói anh vay được 1.2 tỷ đúng không? Anh góp vốn 1 tỷ thôi đúng không? Còn 200 triệu. 200 triệu anh đưa cho em. Đưa cái gì mà đưa? Anh đang lo sốt gió lên đây, biết kiếm đâu ra 1 tỷ để mà trả cho người ta nè. Bởi vậy người ta mới nói anh là cù lần là đúng rồi đó. Bây giờ anh ngồi không vậy, 1 tỷ rơi lên đầu anh chắc. Anh phải lao động mới có chứ. Anh lao động cả đời cũng không biết kiếm đâu ra được chừng đó. Tại vì anh đi không đúng hướng thôi.
đúng hướng là sao? Đưa tiền đây, em bài vô cách cá độ với đánh đề, một ăn mười làm giàu chắc luôn. Không được, cờ bạc là bác thằng bần. Bây giờ anh không cờ bạc thì anh cũng là thằng bần rồi đó. Thấy em không, sống cuộc sống phè phở ai nuôi? Cờ bạc nuôi em chứ ai nuôi. Anh thấy em không, quá sướng. Em bây giờ không giàu là tại vì em không có vốn. Em mà có vốn em đã giàu từ lâu rồi, khỏi phải nói. Thiệt, thiệt không? Anh cứ tin em đi, không những giúp anh trả hết số nợ đó ha, mà còn làm giàu nữa. Lúc đó để coi ai, ai xem thường anh em mình đây, đúng không? Vô đi, đừng nghĩ gì hết. Vô, em sẽ giúp anh mà. Ủa, cô. Chị Mai, ba tôi có nhà không? Có, ông đang trên lầu á cô. À, tôi lên gọi ông xuống nha. Thôi được rồi, được rồi, để tôi lên chào ba. Dạ. Ờ, quên nữa. Dạ. Chị Mai, tôi có chuyện nhờ chị giúp nè. Ủa, chuyện gì vậy cô? Số là sắp tới á, chồng tôi đi công tác ở nước ngoài. Ở nhà có một mình cũng buồn lắm. Tôi định dọn về đây ở cho nó vui. Chị coi, chị dọn dẹp lại phòng tôi cho nó sạch sẽ nha. Dạ. À, cô đợi tôi một chút, tôi làm xong cái này tôi dọn ha. Ừ. Không được, ba không đồng ý. Ba, sao không được vậy ba? Con vào lau bên trong trước đi. Dạ. Con ngồi xuống đi, ba nói chuyện cho con nghe. Sao? Nói cho ba nghe, hai vợ chồng con lại có chuyện nữa rồi phải không? Ba cảm giác thấy hai đứa sao sao đó. Tụi con đâu có chuyện gì đâu. Ba không nhớ lần trước ba qua nhà tụi con hòa thuận vui vẻ lắm hả? Tại vì á, ở bên đó nhà rộng quá, mà con ở có một mình à, con buồn nên con dọn về đây ở với ba cho ba vui đó mà. Nếu là lý do đó, con cũng không thể về đây ở được. Người ta nhìn vô kỳ lắm con à. Chồng đi vắng, con phải về nhà ở chứ, còn chăm sóc cho mẹ chồng con, và nhất là để học hỏi mẹ chồng cách làm vợ, làm mẹ. Ba thấy con còn thiếu sót điều đó nhiều lắm. Ba, nhưng mà con không qua đó ở đâu ba. Tại sao vậy? Dạ, con sợ. Sợ cái gì? Ba, ba không thương con sao? Không thương con mà nuôi con lớn tới chừng này, con không thể từ chối bổn phận làm vợ làm dâu đâu con à. Ba, ba đã nói rõ ràng rồi đó, trong thời gian chồng con đi vắng, con phải về ở với mẹ chồng con. Nhưng mà con không được nói nữa. Ba, ba. Thiệt tình. Ê, sao rồi? Thắng hay thua? Anh hỏi gì kỳ vậy? Đánh đề mà thua thì mặt mũi nào Út Phụng này nhìn người ta? Lời có 20 chai à, tuần này ngày nào cũng thắng á. Anh đếm lại đi. Khỏi, cầm tiền là mừng rồi. Cứ cái đà này, không mấy chốc là mình sẽ giàu to, còn trả được nợ nữa chứ. Cất tiền vô nhanh quá ha, làm như sắp bị giật không bằng. Ê, em nói anh nghe nè, chiều nay mới là ngon ăn đó. Em tính đập một cú thiệt mạnh vô đây, trúng á, lời to luôn. Chắc không? Chắc. Ủa mẹ. Ủa mẹ. Út à. Dạ. Bàn chuyện đề đốm cờ bạc gì nữa phải không con? Hả? Đâu có đâu mẹ, con giờ tu chí làm ăn rồi. Đúng rồi đó mẹ.
con với Phụng đang bàn chuyện làm ăn buôn bán. Đúng rồi mà. Dạ con có nhiều mối quan hệ tốt trong ngành may mặc, có thể lấy được giá tốt nữa. Mà thằng Út Phụng á, nó rất là giỏi trong cái chuyện mối lái. Bởi vậy á, anh em tụi con hợp tác làm ăn, chứ có đề đớm gì đâu mẹ. Đúng rồi đó mẹ. Được vậy thì tốt. Con là anh á, có gì hướng dẫn cho em nó làm nghe. Dạ. Mẹ cứ yên tâm đi. Mẹ biết không, chiều nay á có một cái lô hàng mới nhập về. Còn Vinh bà đang tính vận chuyển làm sao cho nó thuận tiện. Nếu mà vô cái này á, tụi con lại to luôn á. Dạ. Nếu được vậy thì mẹ mừng lắm. Thôi hai đứa cứ bàn bạc tiếp đi, mẹ không có làm phiền. Dạ, dạ. Hay là chị lấy cái áo này đi, mùa hè mặc cái này mát lắm á, màu cũng đẹp nữa, chồng chị mặc lên chắc đẹp lắm á. Chị khéo nói ghê á. Thôi em lấy cái áo này, mấy cái khác bữa khác em lấy cũng được. Dạ. Cho em gửi tiền nha. Cảm ơn chị nha, mốt cái lại nha chị. Cho nội. Ừ? Tính toán gì vậy? Trời, người ta đang làm ăn mà. Trời ơi, chính ra bị xui lắm không? Ê, đi đâu đây? Tôi đã cấm anh tới đây rủ chồng tôi đề đám rồi mà. Anh đang giận mai, đánh đâu thắng đó. Không tranh thủ giận mai, giận mai nó chạy đi, uổng lắm chị ơi. Giận với mai cái gì? Tiền đâu không thấy đem về hết trơn á, hay là đem đi cúng nạp hết cho nó đó. Ê, thấy tao cho mày số hay không? Cảm ơn nha. Tao vừa ngủ dậy thấy còn hay lắm. Mà tao đánh chắc chắn là không trúng rồi, còn mày đánh chắc chắn ngon lành. Nè 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 nè, tôi đã nói là không có đề đếm gì hết đó. Ơi, em vừa phải tôi nghe chưa? Tôi đã nói là tôi không có lấy tiền nhà để đánh đề ha ha, không có quyền gì la tôi hết á. Tránh ra coi. Ừ, ngon thì kiếm tiền đánh đề đi, đừng có lấy tiền tôi. Lấy tiền tôi là tôi xé xét ra đó. Ăn cái gì? Đi đây. Đi. Ăn có miếng làm dữ à? Đi mày. Gớm. Tôi xin túi dâu nghe. Một ly cam giác nha em. Dạ. Mẹ, sao mà mẹ mua chi vali mà to quá vậy mẹ? Con biết tánh chồng con rồi, đàn ông mà nó tâm hơ tâm hết à. Cứ mua cái vali to vậy nè, rồi tất cả mọi thứ con dồn vô trong đó, đi một cái vali về một cái vali là được rồi. Đúng là hai mẹ con mình không có gần gũi nhau, cũng không có thời gian tâm sự nhiều.
cho nên tình cảm hai bên cũng lợt lạc. Thôi, nhân cái dịp này con về ở với mẹ. Bảo Trân à, mẹ con mình sẽ tìm hiểu nhau nhiều hơn nha con. Ừ, với lại sắp tới nè, con phải có con cái nè, rồi lo chăm nom cho con, tối ngày cứ mất thời gian với nó. Lúc đó mày đâu có điều kiện để mà ở gần bên con, để mà nói chuyện với con nữa. Dạ, con cảm ơn mẹ. Mẹ biết mà con, phận làm dâu có nhiều điều khó xử lắm. Những khi chồng đi vắng nhà, muốn về nhà cha mẹ đẻ ở cũng sợ điều tiếng. Đó là chưa kể nhiều khi lối xóm người ta ác miệng, người ta lại còn nói là cái bà mẹ chồng này bà sống khó khăn làm sao á, mà đến nỗi cô con dâu phải sợ hãi không dám về ở chung vậy. Con à, nhà của mẹ thì rộng rãi, cái phòng của chồng con thì vẫn để riêng đó, con cứ về con ở, sẽ không ai quấy nhiễu không gian riêng của con đâu, con yên tâm mà. Dạ, con sẽ tranh thủ thu xếp đồ đạc dọn qua ở với mẹ. Mẹ, tụi con làm phiền mẹ nhiều quá. Uống nước đi mẹ. Mấy bữa nay ba làm lì xổ quá. Không sao đâu, ba đang căng thẳng, vài bữa nữa là dịu xuống thôi, đúng không mẹ? Mẹ, sao vậy con? Có phải á là ba đang căng thẳng, vài bữa nữa là hết, đúng không mẹ? Đúng rồi, hai đứa chuẩn bị ăn cơm đi. Ăn trước đi, mẹ chờ ba về. Dạ. Dạ. Ba về rồi nè. Ba về rồi. Ba. Ba, ba đừng giận nữa nha ba. Mấy tuần nay ba giận con sợ lắm. Anh vui vẻ trở lại như vậy là em mừng lắm rồi. Em lúc nào cũng mong ước gia đình mình được đầm ấm, vui vẻ như vậy là đủ rồi. Anh anh nghe nè Út Phụng, có tin vui rồi phải không? Anh đi đâu vậy? Anh! Nói lại cho em nghe coi, làm sao mà mất tới hơn 1 tỷ lận? Em chỉ làm mất của anh có 200 triệu thôi, 1 tỷ là anh tự làm mất mà. Mày còn nói cái giọng đó hả? Có tin tao đánh mày không? Thôi đi, cái gì từ từ nói. Mỗi người nói một câu vậy, làm sao em hiểu được? Em nói đi. Anh lén bà Thủy á, anh đi cầm cái nhà được 1.2 tỷ, rồi anh hùng với cái ông gì đó bên nước ngoài á 1 tỷ bạc, rồi giờ ông lấy tiền đó ông bỏ trốn đi mất tiêu rồi. Trời, rồi báo công an chưa? Báo cái gì nữa mà báo, người ta bay mất tiêu rồi báo gì, biết đường đâu mà tìm. Vậy còn 200 triệu của em nữa là sao? Thì em muốn giúp ảnh cho nên. Nên sao? Nói mau lên. Lấy tiền đó đi cá độ, đá banh thua hết rồi. Sao hả? Ủa mẹ. Sao? Hay quá ha. Bao nhiêu tuổi rồi ba Lân? Bao nhiêu tuổi rồi mà con không biết trước, không biết sau, không biết phải, không biết trái gì hết trơn vậy? Con đi nghe lời xúi dại của thằng Út Phụng này là sao vậy? Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ, con xin mẹ đó mẹ, mẹ tìm cách giúp con đi. Vợ con mà cổ mà biết được chuyện này là con tan nhà nát cửa đó mẹ. Phải cho nó biết thôi, không còn cách nào khác hết á. Cái điều trước tiên là con phải nói cho vợ con biết, sau đó rồi báo công an để người ta tìm ra cái kẻ lừa gạt. Chỉ có cách đó thôi à. Thiệt là tụi bay á. Đau. Đúng là chưa có người đàn ông nào bất tài như anh hết đó. Nếu không có tiền trả thì người ta sẽ phát mãi căn nhà này, lúc đó chị ra đường mà ở. Mà anh tài giỏi thiệt, dám đưa cho người ta cả 1 tỷ đồng như vậy. Em chẳng nói trước là gì. Người bất tài như anh á thì làm cái trò trống gì. Bất tài á thì an phận bất tài đi, lăng xăng làm chi, chơi giờ gây ra quả. Cả bạc tỷ á chứ có ích gì đâu.
Số tiền nó lớn quá, không biết lấy gì mà trả đây. Trời ơi, sao tôi khổ vậy nè trời. Được rồi, để mở cho. Chào cháu. Mẹ, con biết hết rồi phải không con? Dù sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi, con đừng trách chồng con nhiều quá, nó đang rối trí. Thật ra thì nó chỉ muốn tốt cho gia đình, cho nên nó mới làm như vậy. Không ngờ bị người ta gạt tiền con à. Thì ra ngay từ đầu mẹ đã biết chuyện này rồi, vậy mà mẹ không hề nói với con một tiếng. Từ bữa đó tới nay con có chê trách chồng con chuyện gì đâu. Nói chuyện với mẹ xong, con đã hiểu ra chuyện rồi, cho nên con chấp nhận. Con thấy á, miễn sao chồng mình hiền lành là được rồi. Như vậy là gia đình cũng hạnh phúc rồi, con đâu có cần điều gì khác nữa đâu. Sao mẹ lại âm thầm tiếp tay cho chồng con để ảnh chứng tỏ bản lĩnh đàn ông? Để bây giờ chồng con gây họa nè, con phải biết sống ra sao đây? Thủy ơi, thật sự thì mẹ cũng chỉ mới biết khi mà Ba Lân, Tư Huy với Út Phụng nói chuyện với nhau thôi con. Út Phụng? Thảo nào, dạo này anh thường xuyên gặp Út Phụng. Nếu hai anh em gặp nhau đàng hoàng thì việc gì phải lén lén lúc lúc như vậy chứ. Té ra anh học theo Út Phụng đề đóm, bây giờ mất hết tiền bạc luôn, rồi về đây bịa chuyện là làm ăn, bị người ta giật hết tiền nữa chứ. Anh bị Andy Ân lừa tiền, thằng Út Phụng nó thấy vậy, nó muốn giúp anh nên mới. Anh nghĩ là tôi tin anh hả? Vậy mà con tin tưởng mẹ là người mẹ chồng gương mẫu để cho con noi theo. Không ngờ mẹ ai vui theo con trai của mình làm như vậy. Bây giờ mẹ tới đây hùa theo chồng con bịa chuyện nữa. Thúy, em không được hỗn với mẹ như vậy. Mẹ thực sự không hề hay biết chuyện gì hết. Lỗi là do anh. Anh bị Andy Ân lừa mất 1 tỷ đồng. Số tiền còn lại anh nhờ Út Phụng đi đánh bạc, với hy vọng là gỡ gạc kiếm tiền trả lại cho ngân hàng. Mắc cười quá. Thủy à, cái lỗi này là do mẹ. Nếu ngay từ đầu mẹ đã can ngăn Ba Lân và Út Phụng thì đâu đến nông nỗi này. Con không muốn nghe mẹ nói nữa, con không muốn nghe bất cứ điều gì nữa hết. Mẹ làm con thất vọng quá. Mẹ đi về đi. Cô im đi. Cô còn hổn với mẹ là coi chừng tôi đó. Ba Lân à, anh được lắm. Anh đẩy chị tôi đến cảnh ngộ này rồi mà còn hung hăng nữa. Anh là đồ bất tài, đồ vô dụng. Cô dám chửi tôi hả? Cô có tin là tôi sẽ... Anh dám không? Đồ vô dụng. Anh dám đánh tôi không? Chuyện này mà hở ra ngoài, anh còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa? Đánh đi, đánh đi. Con, thôi. Cô. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, mẹ ơi. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, mẹ. Mẹ, mẹ vô đây đi, để con sức dầu cho mẹ nghe mẹ. Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi. Mẹ. Đó, chị sáng mắt ra chưa? Người chồng hiền lành của chị đó, người mẹ tốt bụng của chị đó. Chị không nghe lời em là vậy đó. Chị phải lựa chọn số phận cho mình đi, chứ không thể chấp nhận số phận đen tối như vậy được. Chị hãy quay đầu lại đi chị. Vẫn chưa muộn đâu. Anh đi nha.
Em không tiễn anh à? Em sẽ cố gắng về nhà anh cho hết 6 tháng. 6 tháng sau khi anh trở về cũng là lúc chúng ta chia tay nhau. Đường ai nấy đi, anh hoàn toàn tự do. Em à, vợ chồng khó tránh khỏi có lúc ngoài vợ ngoài chồng. Anh biết mình có lỗi, nhưng em bỏ qua cho anh nha. Em luôn sống thật với lòng mình. Anh nghĩ em có thể chấp nhận việc anh phản bội em mà đến với một người phụ nữ thua kém em. Anh coi vợ anh không bằng một người câm người điếc nữa. Anh biết, anh biết mình có lỗi. Bây giờ anh có nói gì đi nữa, em cũng không thay đổi quyết định của mình. Anh chỉ hy vọng là 6 tháng sau cả anh và em đều sẽ nhận ra được vấn đề của mình, và chúng ta sẽ biết mình cần điều gì. Trời ơi, sao mua cái áo gì mà da chát vậy nè? Hả? Em mặc hả? Dạ là phải rồi, đâu phải mua cho em đâu, em mua cho mẹ mà. Cái gì? Mua cho mẹ hả? Ừ. À, muốn mua chuột mẹ cái gì phải không? Nghi lắm nè, phải không? Không phải là mua chuột, phải nói là chuột lỗi mới đúng. Chuột lỗi là sao? Nghĩ lại á, em thấy em có lỗi với mẹ quá à. Mẹ thương em như vậy á, mà em nỡ nó xả với mẹ là em có bầu. Em thấy mẹ buồn lắm, nên em tính mua cái đầm này nè, để chuộc lỗi với mẹ đó. Anh à, hay là mình có con đi anh. Bây giờ em mà có bầu thiệt á, chắc mẹ vui lắm á. Bà nội cũng vậy mà. Anh không thấy là hai người đang mong có thêm cháu hả? Mà em nghĩ vợ chồng mình có con rồi thì cùng nhau lo cho con nè, thương yêu con nè, chắc là hai vợ chồng mình cũng bớt cãi nhau nữa đó. Anh cũng mong như vậy đó. Tối ngày hai vợ chồng mình cãi lộn với nhau hoài, mọi người nói ra nói vô anh cũng thấy mệt. Với lại biết đâu em được lên chức làm mẹ, em hiền dịu hơn sao? Đúng không? Nó nghe nè, hai vợ chồng mình á phải sửa bớt tật xấu đi nè, rồi phải làm gương cho con á nha. Anh hứa anh phải làm gương cho con á nha. Rồi hả, mình phải xài tiết kiệm hơn để lo tiền sinh nở nữa. Em á mà có bầu á mà đẻ con á là phải nằm ổ cả tháng trời á. Hai vợ chồng mà không có tiền xài là đói nhăn răng luôn á. Nè, cho em nè. Cho em. Ừ. Tiền anh có độ tháng đó. Thiệt hả? Cho em hả? Tưởng em không lấy chứ. Trời ơi, lâu lâu á, năm thì 10 quả anh mới cho em tiền, ngu sao không lấy. Nè 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 nè, nhưng mà nói trước á, tiền này là tiền anh đánh đề đó nghe chưa. Lúc trước em hay chửi anh cờ bạc này kia, sao giờ lấy tiền của anh là sao? Thì em lấy tiền để dành bữa sữa cho con chứ em có xài đâu. Mà em mà không lấy á, mới mốt anh á cũng lấy tiền này đi đánh đề hết trơn à. Ờ anh. Sao? Em tính xin mẹ cho mình cái phòng của anh Tư để làm phòng của con.
em thấy là anh Tư anh có nhà riêng rồi nè, mà phòng của ảnh để không uổng phí lắm. Với lại phòng ảnh có cửa sổ cũng thoáng cho con mình. Anh thấy được không? Ừ, được đó. Để anh nói vụ này với mẹ nghe. Ừ. Rồi cái mình... Ê, đúng rồi. Để anh nói với mẹ rồi mình xin mẹ để cho phép mình trang trí lại cái phòng đó. Ừ. À, trước tiên á, anh sẽ sơn lại cái phòng đó một màu xanh. Thật là sáng lên luôn. Hả? Được không? Ừ, đúng rồi, được đó. Hay là mình mua giấy dán tường đi anh. Giấy dán tường có hình hoạt hình nè. Rồi có hoa, lá, cỏ. Chắc là con mình thích lắm á. Ê, đúng rồi. Vậy nè, xong rồi á, anh sẽ mua cái gì mà, à đúng rồi, mấy cái dạ quang á, mấy cái dạ quang mà có hình ông sao, con cá này kia á, mình dán đầy lên tường cái mình tắt đèn tối thui luôn, đúng không? Cái mấy cái đó đâu phát sáng lên, phát sáng lên cái con mình á, khoái đúng rồi, một mình nó cũng không sợ nữa. Ừ đúng rồi. Anh, em nghĩ là mình mua thêm mấy cái chuông gió treo vô phòng của con nữa. Trừ nắng gió mát, chuông gió kêu sao? Lên keng. Ê, kêu giống mấy ông bán cà lẹm hả? À, đúng rồi. Con mình sẽ ngủ ngon một giấc dài, sẽ không thức dậy khóc la quậy phá như mấy đứa nhỏ khác đó anh. Vậy chắc vui lắm ha. Tin vui cho cả nhà đây. Xuống. Trong thời gian anh Tư đi tu nghiệp ở nước ngoài thì chị Trân sẽ về đây sống với nhà mình, sẽ ở cái phòng cũ của anh Tư. Nhà mình có thêm cô Mai phụ công chuyện cho chị Trân nữa. Chắc hẳn là nhà mình sẽ đông vui hơn trước nhiều đó. Chị Tư đúng là người có phong cách đặc biệt. Tất cả những chuyện của chị làm đều mang dấu ấn riêng của chị hết. Giống như là chuyện mà chị dọn về ở nhà chồng nè. Chuyện này á, đối với những người vợ khác thì cũng bình thường thôi, nhưng mà đối với chị Tư á, thì khác à nha. Em thấy á, chị Tư giống như là tiểu thư đang đi chơi vậy á, đã vậy còn mang theo người giúp việc để phục dịch nữa. Chẳng qua là chị thấy nhà mình đông người quá, nếu mà có thêm người giúp việc để phụ mẹ thì mẹ đỡ vất vả hơn thôi mà. Vậy cũng tốt thôi, có gì đâu. À, thôi, mang hành lý đi lên lầu. Hai dạ. Đứa phụ mang hành lý lên. Đi con. Đi lên đây nè Mai. Đi. Đi. Mình nè. Tránh ra đi. Gì vậy? Anh có làm gì đâu. Mới sáng còn vui hí hửng mà giờ kỳ vậy. Sùng cái vụ mà phòng anh Tư bị chị Tư lấy đúng không? Đâu mà trùng hợp dữ vậy. Cái căn phòng bỏ không, không ai làm gì hết trơn á, tự nhiên cái dầm tính sinh có người nhảy vô cướp à. Thôi, không lấy được phòng của anh Tư á, thì mình lấy phòng của anh Ba kìa. Hai phòng đều bỏ trống hết á, phòng nào cũng như phòng nào thôi. Không. Hả? Được không? Có còn không mà. Thôi được rồi, nhưng mà anh phải lên tiếng xin mẹ trước đó, để mình còn trang trí, sắm sửa nữa đó. Biết không? Mở cửa đi. Đợi xíu. Dạ. Có gì không? À, bà Tâm kêu mời hai cô cậu ra ngoài có việc. Được rồi, tôi xuống liền. Dạ. Gì vậy anh? Đi xuống họp gia đình kìa. Cổng em ơi. Lên. Xuống.
Nhắc ghế qua ngồi. Ủa mẹ, trán mẹ bị gì vậy? Sao sáng giờ con không thấy? Ủa bị gì vậy mẹ? Hai đứa ngồi yên. Bữa nay gia đình mình đông đủ mọi người, mẹ sẽ nói chuyện về gia đình anh ba. Anh ba các con dự tính hùng hạp làm ăn với người ta, không ngờ bị người ta gạt. Nhưng cái chuyện mà con bị gạt á, thì mẹ không có trách con. Tại vì trong làm ăn á, mình bị xui bị nạn là chuyện tất nhiên. Nhưng mẹ trách là trách cái chuyện tại sao vợ lẽ ra mà con không bàn bạc với vợ để tìm hướng giải quyết, mà lại nghe lời thằng Út Phụng đi làm bậy là sao hả con? Thấy anh xa cơ thất thế thì tìm một cách nào giúp đỡ để lấy lại được tiền đi. Đằng này còn suối anh mình đi cá độ, đi đánh đề, đến nỗi bây giờ sạch không còn một đồng bạc nào là sao vậy? Hả? Dạ con xin lỗi mẹ. Tại vì con chỉ thấy cách đó mới mau ăn thôi. Thì biết đâu anh ba anh hên, rồi anh trung lớn, rồi anh có tiền, anh trả nợ, rồi anh có tiền con làm nín. Cờ bạc là bác thằng Bần, hai đứa không biết hả? Nè, chuyện thì cũng đã lỡ rồi, nhưng từ nay trở đi hai đứa phải hứa nha, không có dính tới chuyện cá độ, không có dính tới chuyện đánh đề nữa, nghe chưa? Dạ. Hiện tại để giải quyết hậu quả chuyện này, mẹ nghĩ là hai vợ chồng ba Lân bán nhà để trả tiền ngân hàng đi con. Không thôi hàng tháng các con phải trả lãi cao lắm. Còn chuyện ở đâu thì trước mắt hai vợ chồng ba Lân dọn về nhà mình ở đi. Ở phòng ngủ cũ của ba Lân đó. Còn Châu với Ngọc thì sẽ ở phòng kế bên. Khi nào vợ chồng khá giả hơn mình sẽ tính tiếp nữa. Mẹ tính vậy thì hai đứa thấy làm sao? Dạ, vậy tụi con về sắp xếp đồ đạc rồi rao bán căn nhà bên đó. Anh, vậy là không còn cái phòng nào để dành cho con tương lai mình hết hả? Chị nói chơi đó hả? Phải chị có thể nói với em là chị nói chơi đó, nhưng chị không nói được. Trời ơi, hết chỗ nói luôn rồi. Tự nhiên hai vợ chồng có nhà cửa đàng hoàng mà giờ lại dọn về ăn nhờ ở đậu ở nhà mẹ chồng. Thế nào cũng phát sinh đủ thứ chuyện bực mình, như là mẹ chồng nàng dâu nè, rồi anh em chồng, em dâu, rồi phải ôn hòa với đám anh em, rồi phải vui vẻ phục dịch mẹ chồng, bà nội chồng. Sống khổ sở như vậy thì ai mà chịu nổi chứ. Chị làm ở cơ quan đã mệt, mà về cái ổ nhện đó thì còn mệt hơn. Biết là vậy rồi, nhưng giờ cũng đâu còn cách nào khác đâu. Đầu dây mối nhợ cũng tại ông chồng bất tài vô dụng của chị mà ra hết đó. Chị chấp nhận về đó sống, một phần cũng vì tụi nhỏ thôi. Chị không muốn hai đứa nhỏ bị xáo trộn tâm lý và cả tinh thần trong lúc khó khăn này. Chứ thật tình chị không bao giờ tha thứ cho ảnh đâu. Chị nói thiệt đó, thật sự chị không thể bỏ qua cho ảnh khi ảnh dám phá hoại công sức và cả những hy sinh trước đây của chị. Và nhất là ảnh không biết quý trọng tình cảm của chị dành cho ảnh. Chị nè, hay là giờ nhân dịp này chị bỏ anh luôn đi. Anh Minh lúc nào...